Xin chào kênh Nhà Đẹp Quận 7 và Nhà Bè, xin kính chào quý cô chú anh chị em. Ngày hôm nay mình sẽ đưa tất cả quý cô chú anh chị em đến tham quan một căn nhà phố này, có khu sân vườn rất là rộng luôn. Diện tích bề ngang 8m, sâu 16m, được thiết kế với một trệt hai lầu sân thượng. Giá đang rao bán trên thị trường là 9.800.000.000. Căn nhà nằm trên trục đường Huỳnh Tấn Phát qua cầu Phú Xuân tầm khoảng 2 km. Đường trước nhà là đường nhựa 6m, xe hơi thông thoáng, trong nhà có gara đậu xe hơi luôn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan khu vực sân vườn nè. Đó là khu vực sân vườn nè. Ta có một cái hồ cá. Hiện tại anh chủ chưa bỏ cá nên trường hợp chúng ta mua về, ta có thể mua cá về chúng ta bỏ sau nha. Đó, có hồ cá này. Khu vực đây chúng ta có thể trồng thêm nhiều cây xanh. Hiện tại là có hoa, có cây, mảng xanh rất là tuyệt vời luôn đó. Tối chúng ta đi làm về nè, ngồi đây có bộ bàn ghế, chúng ta ngồi thư giãn, vừa nghe tiếng cá ăn, vừa nghe tiếng róc rách của âm thanh nước. Đó là một điều thư giãn, giúp cho chúng ta thư giãn đầu óc rất nhiều đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ tiến vào ra khu đây xíu. Ra khu đây xíu là nơi mà rất trống trải nè. Nơi đây chúng ta có thể tổ chức những tiệc thân mật bên người thân và bạn bè. Nơi đây mà chúng ta để được 2-3 bàn vẫn vô tư luôn đó ạ. Bây giờ cùng với Giang đi vào phía trước mặt tiền vô nhà nha. Mặt tiền của ngôi nhà được thiết kế theo kiểu nhà phố hiện đại. Như quý cô chú anh chị đã từng quan tâm hoặc là từng đi xem nhà khu vực Nhà Bè quận 7 thì thấy rất cái mẫu nhà này được sử dụng rất nhiều đúng không ạ? Mẫu nhà này nhìn rất đơn giản thôi nhưng nó mang theo hơi thở của xu hướng hiện đại. Cửa ngoài là lớp cửa cuốn, lớp cửa bên trong là nhôm sinh pha kính cường lực. Khu vực đây là khu vực đậu xe hơi của căn nhà. Chứ nền là sử dụng một loại gạch 80 màu xám rất nhám luôn. Hai bên sử dụng gạch lên mét 2 là chúng ta chống bụi bẩn. Trong trường hợp chúng ta sẽ đi về có va vẹt trong đất dễ đau chùi. Ở khu vực đây có cửa sổ nhìn thông qua cái khu vực sân vườn. Lúc trước Giang đã review nha. Bây giờ cũng Giang đi vào khu vực bên trong của căn nhà hơn. Khu vực đây là không gian của phòng khách của căn nhà. Đó, không gian phòng khách của nhà có bộ sofa màu kem nè. Rồi rất êm ái. Ở phía sau lưng vách đó sử dụng nhựa PVC giả đá. Hai bên cây cột và chính giữa đây nè và sử dụng loại nhựa lam giả gỗ. Điểm nổi bật của khu vực này là có một cái bộ đèn trần. Đèn trần này ba vòng tròn, trông nó khá nhẹ nhàng và tinh tế. Đó. Đối diện với bộ sofa làm hệ tủ để tivi. Hệ tủ đây chúng ta để được cái tivi tới 75, 80, 100 inch vẫn được. Cái tủ đây chúng ta chưng rượu hoặc là để những cái đồ vật dụng lưu niệm ở đây nha. Cùng với Giang tiến vào khu vực bên trong. Khu vực bên trong là khu vực của phòng ăn và bếp ăn. Phòng ăn đây thì anh chủ nhà chưa trang bị bàn ăn nên trong hợp ta mua về thì ta mua sau, hoặc là có thể nói anh chủ nhà tặng sau ạ. À, phòng ăn sử dụng một hệ thống kính thủy. Thường thì chúng ta thấy cái kính thủy là màu trắng, nhưng cái căn này điều đặc biệt là kính thủy màu kính trà nè. Cái kính trà này giúp cho chúng ta nhìn không gian nó cảm giác nó ấm cúng và nó nhẹ nhàng, nó sâu lắng hơn nha. Và đây là khu vực bếp. Đây chúng ta có thể để được một tủ lạnh size to size nè. Gỗ đây là gỗ HDF chống ẩm luôn. Bề mặt đây là sử dụng đá hoa cương màu đen. Trong hợp quý bà có chặt thịt chặt cá thì vô tư. Cái bề mặt đây sử dụng kính cường lực nè, giúp cho quý bà có thể rất dễ lau chùi trong hợp mà nấu ăn có vương vãi lên. Đây là khu vực rửa chén, rửa rau cá. Đó, rửa xong tới bên đây tiện lợi nha. Là hai hộc chúng ta để lò vi sóng và lò nướng để là hộc đủ để đồ khô đồ linh tinh. Bây giờ cùng với Giang đi ra khu vực phía sau. Khu vực sau đó có một cửa thông qua cái bên hông ra sân vườn. Đây là cái hồ cá này rất đẹp. Cái sân vườn đây nè là nơi lấy gió ánh sáng. Ở trên đã được tấm ở trên đã được lợp tấm poly rồi và có sẵn thêm cái toilet rất là tiện lợi cho khách tới chơi nhà sử dụng được thuận tiện. Bây giờ cùng với Giang đi lên trên lầu 1, lầu 2 và lên trên sân thượng nha. Khu vực Giang đến đây đó chính là đường luồn ở lầu 1. Vách thì sử dụng nhựa PVC giả đá nè. Dưới nền xung quanh là sử dụng một loại đá hoa cương màu đen. Chính giữa có gạch màu trắng tô đậm thêm điểm nhấn khu vực qua đây. Bây giờ cũng Giang đi vào phòng master. Trong phòng master đây á đã được trang bị đầy đủ cái thiết bị nội thất rồi nè. Đó, như giường nệm, đáp đầu giường. Đây có bàn làm việc nè, màn cửa đã sẵn sàng. Cái bàn làm việc đây có nhìn ra cái cửa sổ. Ta cần ta mở ra rất thoáng mát. Đối diện với giường ngủ làm hệ tủ để tivi. Kết hợp đó để quần áo luôn. Rất nhiều ngăn tha hồ cho ra để. Phòng master có cái ban công nha. Đó. Và đây là cái toilet của căn nhà. Phòng ngủ đều có toilet sử dụng riêng nha mọi người. Bây giờ có mấy gian đi ra phòng phía sau.
phòng phía sau đây cũng giống như phòng master, đã được trang bị đầy đủ các thiết bị nội thất rồi, như giường nệm nè, táp đầu giường, bàn trang điểm, ở sau là sử dụng nhựa PVC. Ở phòng phía sau có sẵn một cái cửa sổ, cần thì chúng ta mở ra rất thoáng luôn. Đã đóng một cánh rồi. Màn cửa cũng sẵn nè. Đối diện với giường ngủ là một hệ tủ để tivi. Này rất là nhanh. Học này chúng ta có thể để những cái trang trí vật dụng nhỏ nhỏ lên linh tinh. Đây cũng đã để tivi nè. Và đây cái toilet, trong toilet đã được trang bị các đầy đủ các thiết bị rồi. Vừa rồi Giang đã giới thiệu mọi người xong với không gian lầu 1 của căn nhà. Ở trên lầu 2 á, cũng được thiết kế với 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, nhưng nó không có nội thất. Không có nội thất là không có giường nệm, không có tủ quần áo, không có táp tivi, tức là nó trống trơn luôn đó. Nên mọi người có thể sử dụng 2 phòng ở trên làm phòng đọc sách nè, phòng làm việc, phòng nghe nhạc, phòng giải trí nha. Và bây giờ cùng với Giang đi lên trên sân thượng. Khu vực Giang đang đứng đây là tầng cao nhất của căn nhà nè, là sân thượng sâu. Khu vực sâu đây xung quanh đã sử dụng một hệ thống hàng rào sắt, ở trên là mái tôn sắt luôn, rất chắc chắn và kiên cố. Khu vực đây chúng ta có thể trồng thêm nhiều cây xanh hoặc là làm một cái sân vườn nhỏ nhỏ trên đây. Bây giờ cùng với Giang vào phòng thờ. Ngoài công năng làm phòng thờ thì chúng ta có thể sử dụng làm những đồ bỏ đồ vật dụng linh tinh đó. Còn đây là một không gian cũng khá là thoáng mát của căn nhà. Do cái căn nhà này ở dưới tầng trệt đó, đã có sân vườn rồi, nên chắc chắn nếu mà chúng ta ăn nhậu chúng ta ở dưới đúng không ạ, thì trên đây nè chúng ta có thể trồng thêm nhiều cây xanh hoặc là tạo thêm mảng vườn nhỏ nhỏ trồng cây ăn trái. Hiện tại đang là cái trend xu hướng các quý bà ở nhà nội trợ hay sử dụng cái trên sân vườn này để trồng những hệ thống rau xanh, cây ăn trái rất nhiều. Vừa rồi Giang đã giới thiệu mọi người xong căn nhà, cho Giang cung cấp mọi người lại thông tin. Căn nhà với diện tích ngang 8m sâu 16m được thiết kế với một trệt hai lầu sân thượng. Giá được ra bán trên thị trường là 9.800.000.000. Mọi người khi xem video của Giang vui lòng cho Giang một lượt like, một lượt đăng ký để Giang có động lực làm những video tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.